Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, giáo pháp của Ngài được truyền bá ra nước Ngài về hai hướng, một là về phía Bắc, hai là phía Nam. Phía Bắc truyền qua các nước Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, v.v. Truyền qua phía Nam các nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Ai Lao, Cao Miên, v.v. Phật giáo truyền qua phía Bắc được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Truyền qua phía Nam được gọi là Phật giáo Nam truyền. Hiện nay nước Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng cả hai hệ Bắc truyền và Nam truyền. Các kinh điển của Bắc truyền tại Việt Nam ảnh hưởng bản dịch của Trung Quốc. Các kinh điển Nam truyền tại Việt Nam thì dịch theo bản Pali. Thì trong đó Bắc truyền có bốn bộ kinh gọi là bốn bộ A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Nam truyền có bốn bộ Nikaya là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ. Hôm nay chúng tôi xin trích một đoạn trong kinh Trường A Hàm của Bắc truyền, bài kinh Du Hành. Bài kinh này với bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong kinh Trung Bộ của Nam truyền gần giống nhau. Thì chúng tôi xin đọc nguyên văn của bài kinh. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật cùng đông đủ 1250 tỳ kheo ngụ tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt. Bấy giờ vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế muốn chinh phạt nước Bạc Kỳ. Vua tự nghĩ nước ấy tuy là cường thịnh, dân chúng hùng hậu, nhưng dùng sức để thắng họ không phải là chuyện khó. Khi đó vua A Xà Thế sai Bà La Môn là đại thần võ xá và bảo: ông hãy đến chỗ Đức Thế Tôn ngự tại núi Kỳ Xà Quật. Ông nhân danh ta đảnh lễ dưới chân ngài và thưa: Đức Thế Tôn có được khỏe mạnh không? Đi đứng ăn uống có được bình thường không? Đồng thời thưa: dân xứ Bạc Kỳ tự ỷ mình giàu mạnh, nhân lực hùng hậu, không chịu thần phục nhà vua. Cho nên nay nhà vua muốn chinh phạt nước ấy, không biết Đức Thế Tôn có dạy điều gì không? Nếu ngài có dạy, thời ông hãy ghi nhớ cho kỹ, đừng để thiếu sót, rồi trở về tâu lại với ta đúng như vậy. Ta tin chắc rằng những điều mà Đức Thế Tôn dạy thì không bao giờ sai cả. Đại thần võ xá nghe vua dạy xong, liền lên xe báu đi đến núi Kỳ Xà Quật. Khi đến nơi thì xuống đi bộ đến chỗ Thế Tôn ngự. Sau khi thăm hỏi xã giao xong thì ngồi qua một bên và thưa: bạch Đức Thế Tôn, vua nước Kiệt Đà là A Xà Thế xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài và xin hỏi Đức Thế Tôn có được khỏe không? Đi đứng ăn uống có được bình thường không? Và thưa tiếp: dân chúng nước Bạc Kỳ tự ỷ mình giàu mạnh, dân chúng hùng hậu, không chịu thần phục nhà vua. Nay nhà vua muốn chinh phạt nước ấy, không biết Đức Thế Tôn có dạy điều gì không? Lúc đó ngài A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật, quạt cho Phật. Phật hỏi A Nan: này A Nan, ông có nghe dân nước Bạc Kỳ thường nhóm họp
để bàn luận về việc chân chính không? A Nan đáp: Có nghe. Phật bảo A Nan: Nếu thế, thời sự hòa thuận của già và trẻ lại càng tăng thêm. Nước ấy được yên ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân nước Bạc Kỳ vua tôi đều hòa thuận, trên kính dưới nhường không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu được vậy, thời sự hòa thuận của trẻ già càng tăng thêm và nước ấy an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân chúng nước Bạc Kỳ thường tôn trọng luật pháp, hiểu rõ những điều quốc cấm, có lễ độ không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu được vậy, thời sự hòa thuận của trẻ già càng tăng thêm và nước ấy an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân chúng nước Bạc Kỳ thường hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận sư trưởng không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu được vậy, thời sự hòa thuận của trẻ già càng tăng thêm và nước ấy được an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân chúng nước Bạc Kỳ thường tôn trọng đền miếu, kính nể quỷ thần không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu như thế thì sự hòa thuận của trẻ già càng tăng thêm và nước ấy được an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân chúng Bạc Kỳ khuê môn chân chính, trong sạch không dơ, cho đến cả việc cười đùa nói năng không tà vọng không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu vậy, sự hòa thuận của già trẻ càng tăng thêm, nước ấy được an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Này A Nan, ông có nghe dân chúng Bạc Kỳ thường tôn kính và phụng sự Sa Môn, người trì giới, chăm chú hộ trì, chưa từng lười mỏi hộ dưỡng họ không? A Nan đáp: Dạ có nghe. Này A Nan, nếu thế, sự hòa thuận già trẻ càng tăng thêm, nước ấy được an ổn lâu dài, không ai có thể xâm lăng được. Lúc đó Đại Thần Võ Xá bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu dân xứ Bạc Kỳ chỉ thi hành một điều thôi còn không thể thắng họ, huống nữa là thực hiện đầy đủ cả bảy điều trên. Vì việc nước quá đa đoan, tôi xin kiếu từ Thế Tôn ra về. Bài kinh chép như thế. Chúng tôi xin tóm tắt. Một hôm nọ, A Xà Thế định đem quân đi đánh nước Bạc Kỳ. Mà nước Bạc Kỳ thì dân chúng sống rất hòa hợp và rất là hùng mạnh. Vua A Xà Thế mới sai Đại Thần Võ Xá đến gặp Đức Phật để hỏi xem coi việc đi chinh phạt dân Bạc Kỳ như thế nào. Lúc đó Phật không trả lời với Võ Xá. Đức Phật lại hỏi Ngài A Nan là những điều như vậy như vậy, trong đó có bảy điều. Thì A Nan đều trả lời có cả. Sau khi nghe Đức Phật hỏi A Nan và A Nan trả lời như vậy, thì Võ Xá mới khẳng định một câu rằng: Nếu dân chúng Bạc Kỳ chỉ được một trong bảy điều đó thôi cũng là đã khó thắng họ rồi, huống chi mà họ được bảy điều. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị bảy điều mà Đức Phật hỏi A Nan về đời sống của dân Bạc Kỳ, và cũng là bảy điều để dạy cho tất cả Phật tử chúng ta. Nếu mọi người Phật tử chúng ta áp dụng bảy điều này trong cuộc sống thì chắc chắn rằng gia đình mình được an hòa. Mà gia đình được an hòa thì xã hội an hòa, xã hội an hòa thì đất nước an hòa, vững mạnh.
Bảy điều đó là gì? Thứ nhất là thường hội họp bàn những việc chân chính. Thứ hai, vua tôi hòa thuận trên dưới kính nhường. Thứ ba, tôn trọng pháp luật, hiểu điều quốc cấm, có lễ độ. Thứ tư, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng. Thứ năm, tôn trọng đền miếu, kính nể quỷ thần. Thứ sáu, huê môn chân chính, thanh khiết, cười đùa, nói năng không tà bậy. Thứ bảy, tôn kính và phụng sự sa môn, người trì giới, thân cận, ủng hộ. Đây là bảy điều trong kinh Trường A Hàm mà Đức Phật hỏi A Nan về đời sống của người dân Bạc Kỳ. Thì hôm nay chúng ta thử đem bảy điều này áp dụng vào đời sống trong gia đình của chúng ta. Và chính một đất nước có an hòa, có sức mạnh cũng do từ những gia đình, từ những cá nhân của gia đình. Điều thứ nhất, thường hội họp bàn những việc chân chính. Trong xã hội chúng ta thường có những buổi hội họp. Hội họp để làm gì? Để bàn luận về một vấn đề gì, để triển khai một vấn đề gì, để giải quyết một vấn đề gì, hoặc để đưa ra một vấn đề gì, hoặc quyết định một vấn đề gì, vân vân. Vậy buổi họp là nhằm để thông báo, triển khai, hoặc là bàn bạc, hoặc là giải quyết một vấn đề gì đó. Mà muốn cho buổi họp được thành công, điều quan trọng là phải có tinh thần đoàn kết. Và trong buổi họp, trước nhất là phải có ái ngữ. Mọi người nói chuyện với nhau bằng lời lẽ hết sức là nhẹ nhàng, hòa nhã, nhường nhịn nhau. Nếu trong buổi họp mà lớn tiếng cãi lộn thì chắc chắn buổi họp đó sẽ không thành tựu. Kế nữa là phải biết tôn trọng, lắng nghe. Trong buổi họp ai cũng biết tôn trọng nhau, cùng lắng nghe những lời của mọi người, bàn bạc góp ý thì dẫn đến hiểu. Thì có hiểu chúng ta mới thông cảm, có thông cảm mới thương. Nếu sự việc của chúng ta buổi họp đó để hòa giải một việc gì đó thì sẽ dễ dàng tha thứ nhau. Như vậy hội họp trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần đoàn kết và làm việc trong tinh thần đoàn kết. Chúng ta cũng có thể áp dụng việc hội họp này trong gia đình mình. Mỗi gia đình trong một tuần chúng ta nên có một bữa trà hiểu thương. Bây giờ chúng tôi đặt cái tên như vậy là buổi tiệc trà hiểu thương. Mỗi tuần quý vị nên tổ chức một bữa tiệc trà như thế này. Để làm gì? Để vợ chồng, cha mẹ, con cùng ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Trong buổi ngồi lại uống trà nói chuyện với nhau đó, chúng ta không nên có một cái thái độ gì căng thẳng, mà để cho mỗi người tự nói về mình trong một tuần qua. Chẳng hạn như con mình, nó có thể kể những cái chuyện nó đi học, nó gặp những gì khó khăn, những vui, những buồn gì đó kể cho cha mẹ nghe. Nếu có những gì khúc mắc thì nhờ cha mẹ giải đáp, giải quyết giùm. Chồng cũng vậy, trong một tuần qua đi làm có những điều gì vui buồn tâm sự lại cho vợ, cho con nghe. Vợ ở nhà cũng có những nỗi vui buồn gì đó cũng kể ra để cho chồng, để cho con mình nghe. Và giữa vợ chồng với nhau, giữa
cha mẹ và con với nhau sẽ có được mối thông cảm, hiểu biết và thương yêu. Thì chắc chắn rằng những cái buổi đó sẽ giúp cho sự hạnh phúc hòa hợp trong gia đình càng gắn kết. Nếu mỗi một gia đình chúng ta thường xuyên tổ chức được điều này thì chúng tôi nghĩ rằng gia đình đó sẽ có an vui và hạnh phúc. Bởi vì sở dĩ chúng ta gây bất hòa với nhau là do chúng ta không có thể nói với nhau được, không có thể ngồi chung với nhau được. Chồng có cái gì bực cứ ôm ở trong lòng, vợ có cái gì bực ôm ở trong lòng, và để ở trong lòng đó rồi giận chồng, giận vợ, rồi giận con. Cứ mỗi một ngày cái khoảng cách của vợ chồng, cha con, mẹ con càng lớn. Do vậy chúng ta nên cố gắng có những buổi tiệc trà hiểu thương như thế này trong một tuần, nhất là những ngày cuối tuần, tổ chức vợ chồng, cha mẹ, anh em ngồi với nhau để tâm sự. Và đồng thời chúng ta cũng bàn bạc những công việc cho tuần sắp tới. Bởi người ta nói thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Trong gia đình nếu chúng ta không thống nhất công việc làm ăn, chồng làm sau này có gì thì vợ trách, vợ làm sau này có gì thì chồng trách. Do vậy trước khi chúng ta làm một việc gì đó thì ngày hôm đó đưa ra để bàn thảo xem coi công việc đó như thế nào. Bởi vì dù sao đi nữa đó, có vợ, có chồng, có con, chúng ta đừng có coi thường những đứa con của mình. Đôi khi trình độ của chúng ta có thể là không bằng con mình. Bây giờ giới trẻ nó học nhiều lắm, kiến thức nó rộng lắm. Đôi lúc mình bàn bạc những chuyện gì đó, nó có thể góp ý rất là hay cho mình, giúp cho công việc làm ăn của mình lại thuận lợi thêm. Đó là thứ nhất. Thứ hai, vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường. Trong kinh Phật Vị Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp có câu: vua như cha mẹ, thương mến bình đẳng, người dân như con, trọn bề trung hiếu. Nếu vua mà thương mến mọi người bình đẳng, người dân sẽ trọn bề trung hiếu. Điều này chúng ta thấy cái mối nhân quả rất là rõ ràng. Nếu một vị lãnh đạo đất nước, đứng đầu đất nước có một tâm bình đẳng, thương dân cũng như là thương người thân của gia đình mình, thể hiện tinh thần bình đẳng sẽ có sự hòa hợp. Ngược lại, một vị lãnh đạo đất nước, một người làm vua mà chỉ biết lo cho gia đình mình, vơ vét về gia đình mình, dòng họ mình, người thân của mình, thì chắc chắn thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người dân sẽ không phục tùng và dẫn đến đất nước sẽ bất ổn. Vừa rồi chúng tôi theo dõi báo chí thì thấy rằng bên Ai Cập họ biểu tình Tổng thống Mubarak. Ông Tổng thống này bây giờ họ phanh phui ra là ông ta tham nhũng của dân của nước quá nhiều, tiền bạc gửi ở ngân hàng này ngân hàng kia, cho nên dân chúng phản đối và biểu tình lật đổ ông. Đó là điều tất yếu thôi, bởi vì mình là người lãnh đạo, làm vua trên một đất nước mà không bình đẳng, chỉ biết gia đình mình, dòng họ mình, con cháu mình, người thân mình, thì sẽ dẫn đến bất hòa. Có một câu chuyện, một hôm Khổng Tử đi qua nước Tề, ngang núi Thái Sơn, nghe có tiếng một người đàn bà khóc rất là thảm thiết. Khổng Tử mới sai Tử Cống đến xem coi tại sao cái bà này bà khóc mà giọng khóc nghe thảm thiết quá. Tử Cống mới đến thì hỏi bà. Bà nói: ở đây á, nhiều hổ lắm. Bố chồng tôi chết vì hổ, chồng tôi chết vì hổ, và bây giờ tới lượt con tôi cũng chết vì hổ. Thật là đau khổ quá.
Tử Cống mới suy nghĩ sao lạ kỳ. Và ở đây bố chồng chết vì hổ, chồng chết vì hổ, bây giờ con cũng chết vì hổ, tại sao không dời nhà đi chỗ khác mà cứ ở đây? Tử Cống mới hỏi, vậy tại sao bà không dời nhà đi chỗ khác ở mà lại ở đây? Bà nói, tuy thế ở đây á, chính sách của vua quan không đến nỗi hà khắc như ở chỗ khác. Tử Cống nghe xong đến thưa với ngài Khổng Tử. Ngài Khổng Tử mới nói, đây các ông nên ghi nhớ nghe, chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn là hổ nữa. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy, nếu mình muốn được lòng dân thì vị vua đó phải có tâm bình đẳng, người dân từ đó mới trung hiếu lại với vua được. Vậy thì muốn một đất nước được an hòa thì trước hết cái người lãnh đạo phải đối xử bình đẳng. Mà vấn đề vua tôi hòa thuận là nền tảng của an lạc, hạnh phúc của một đất nước. Đất nước có an hòa là từ xã hội an hòa, mà xã hội an hòa là từ gia đình an hòa, gia đình an hòa là từ con người an hòa. Thân hòa thì chúng ta khỏe mạnh. Đạo lý Đông Phương thì cho rằng con người ta có hai phần âm và dương. Âm thịnh dương suy cũng sinh bệnh. Âm dương điều hòa thì thân thể khỏe mạnh. Còn Đức Phật dạy thân thể của chúng ta gồm có bốn đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Nếu bốn đại này mà bất hòa thì con người ta sinh ra bệnh. Vậy thì thân thể chúng ta âm dương không hòa, tứ đại không hòa thì sẽ bệnh, mà bệnh thì không yên. Gia đình chúng ta vợ chồng không hòa, cha mẹ con cái không hòa, anh chị em không hòa thì gia đình đó là gia đình không có hạnh phúc, bất hạnh. Đức Phật dạy chúng ta muốn thực hiện được trong gia đình mình hòa thuận, Phật dạy có 6 phương pháp gọi là lục hòa. Thứ nhất là thân hòa đồng trú. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh. Thứ ba là ý hòa đồng diệt. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Thứ năm là kiến hòa đồng giải. Thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, có nghĩa là thân cùng nhau ở trong một gia đình. Gia đình gồm có cha mẹ, con cháu, anh chị em, vợ chồng. Thì đây là cái duyên, cái nghiệp của chúng ta cùng sinh ra trong một gia đình. Vậy thì chúng ta muốn tạo gia đình mình được hạnh phúc, an vui, hay là muốn biến gia đình thành địa ngục, nơi hành hình, nơi để làm khổ cho nhau? Chắc chắn rằng không ai muốn biến gia đình mình thành địa ngục để làm khổ cho nhau. Ai cũng muốn gia đình mình được an vui, hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta trước hết là phải biết sống hòa hợp với nhau trong một gia đình. Mà muốn được như vậy thì điều thứ hai Đức Phật dạy là khẩu hòa vô tranh. Sở dĩ chúng ta không sống với nhau được là do gì? Cũng là do cái miệng. Chồng nói thì vợ cãi, vợ nói thì chồng cãi, thì hai người cãi nhau thôi thì đâu sống nhau được nữa. Cho nên muốn thân hòa thì phải khẩu hòa, mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Ông bà ta có câu, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Còn chồng nói tiếng, vợ nói hai tiếng, vợ nói một tiếng, chồng nói hai tiếng, chắc chắn rằng có ngày thì không còn ở chung với nhau được nữa. Vậy muốn thân hòa thì khẩu phải hòa, muốn khẩu hòa thì ý phải hòa.
Bởi vì ý làm chủ. Nếu chúng ta có tâm tốt, tâm thương yêu, tâm tha thứ thì mới có được lời nói hòa nhã, nhẹ nhàng, êm ái. Ngược lại nếu tâm của chúng ta phiền não, sân si thì chắc chắn rằng sẽ không có cái chuyện là lời nói ôn hòa. Mà ý không hòa thì lời sẽ không hòa, lời đã không hòa thì thân cũng không hòa. Chẳng hạn như bây giờ, ngay như gia đình Phật tử chúng ta, nếu ý không hòa cũng khó mà sống chung với nhau. Bây giờ quý vị đi chùa ăn chay mà ông chồng ông không chịu cũng là cả vấn đề. Rồi mình đi chùa mà gia đình không hoan hỷ cũng rất là khó khăn. Cho nên ý hòa đồng duyệt là mình làm sao phải thuận ý vợ chồng, con cháu, gia đình với nhau. Thứ tư là giới hòa đồng tu, là trong gia đình chồng thì phải có bổn phận trách nhiệm của chồng, vợ có bổn phận trách nhiệm của vợ, con có bổn phận trách nhiệm của con. Mình không có lấy quyền làm cha làm mẹ mà hà hiếp con cái, mà con cái cũng không nên hỗn láo với cha mẹ cho rằng bây giờ là tất cả đều bình đẳng thì không được. Cha có thứ lớp của cha, con có thứ lớp của con, phải tôn trọng. Cha phải tôn trọng con nhưng mà con cũng phải tôn trọng cha, chứ không phải rằng chúng ta ỷ làm cha mình muốn chửi con đánh con lúc nào, rồi mình ỷ mình làm chồng mình muốn chửi vợ đánh vợ lúc nào, không được. Mọi người chúng ta đều có một cái giới hạn. Nếu ai cũng giữ trong cái giới hạn của mình thì sẽ có sự hòa hợp. Thứ năm là kiến hòa đồng giải, là những điều trong cuộc sống, trong gia đình, chúng ta có việc gì mình nên chia sẻ với nhau, có hiểu biết gì mình nên trao đổi với nhau để mà cùng học hỏi, cùng hiểu biết, cùng thông cảm với nhau. Thứ sáu là lợi hòa đồng quân, là những vật chất chúng ta phải phân chia cho đều. Con này mình thương mình cho nhiều, con kia ghét cho ít, sẽ gây ra bất hòa trong gia đình. Đó là sáu phép Đức Phật dạy cho chúng ta để có thể giúp cho gia đình mình được hòa thuận, trên kính dưới nhường. Trong kinh A Nan phân biệt có chép: nếu người có thể giữ được lòng tin, thời trong nhà an hòa, phước tự nhiên đến, chẳng phải thần thánh nào cho. Trong kinh này có nêu rằng nếu người có thể giữ được lòng tin, nghĩa là trong một gia đình chúng ta phải tin nhau. Vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, cha mẹ không tin con không tin cha mẹ, thì gia đình đó chắc chắn rằng không thể hòa hợp được. Chỉ cần có chữ tin thôi, chúng ta tin tưởng nhau thì mọi điều đều tốt đẹp. Mà sống vợ chồng, cha mẹ, con cái mà không tin nhau, gia đình đó chắc chắn rằng trên không thuận, dưới không hòa, là gia đình đó rơi vào bất hạnh. Thứ ba là tôn trọng pháp luật, hiểu điều quốc cấm, có lễ độ. Luật pháp có ra là để bảo vệ sự sống cho cá nhân và cộng đồng, ngăn ngừa và trừng phạt người phạm tội, giữ gìn trật tự, trị an cho xã hội. Tôn trọng pháp luật là bảo vệ sự sống cho mình và người. Tôn trọng pháp luật là tôn trọng nhân quả, sợ hình phạt. Khi chúng ta có tôn trọng pháp luật, biết sợ nhân quả, biết sợ hình phạt thì chúng ta mới không phạm pháp. Chẳng hạn như bây giờ pháp luật cấm không được buôn bán xì ke, mình vì ham lợi không sợ pháp luật thì buôn bán, và cái hậu quả là gì? Là ở tù,
là tử hình. Rồi luật pháp cấm buôn bán vũ khí, cấm buôn bán nô lệ, rồi không có được phép trộm cắp, lừa đảo, giết người, tham nhũng, hối lộ mà mình không sợ. Nếu đã không sợ nhân quả, không sợ hình phạt thì chúng ta sẽ phạm tội. Ngoài đường có cái luật lệ giao thông, đèn đỏ chúng ta phải ngừng, đèn xanh thì xe tiếp tục đi. Bây giờ đèn đỏ mà mình vượt mình đi thì chắc chắn rằng sẽ gây tai nạn, mà không gây tai nạn thì cũng bị công an phạt. Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy có 4 sự sợ hãi: sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt và sợ hãi ác thú. Người nào có được 4 thứ sợ hãi này sẽ không làm những điều tội lỗi. Sợ hãi tự mình trách nghĩa là khi mình làm một điều gì sai trái, mình hổ thẹn, cắn rứt với lương tâm. Sợ hãi người khác trách, khi mình làm một điều gì sai trái, lúc nào mình cũng sợ những người chung quanh mình, những người thân mình chê trách, mắng chửi, xa lánh mình. Thứ ba là sợ hãi hình phạt. Khi chúng ta thấy anh kia đi ăn cắp, bị bắt, đánh đập hay là ở tù, anh kia đó giết người bị tử hình. Ngày xưa đó, thời vua chúa đó, có những trường hợp như là phanh thây, rồi chặt tay, chặt đầu. Những cái hình phạt đó làm chúng ta phải sợ, mà nhờ sợ những hình phạt đó mà mình không dám phạm pháp, không dám làm điều tội lỗi, không dám làm những việc quốc cấm. Thứ tư là sợ hãi ác thú, là sợ hãi cái quả báo. Sau khi mình làm ác ở trên đời này, chết bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhờ có sợ hình phạt, nhờ có tôn trọng pháp luật, chúng ta mới tránh đi những việc làm ác, không gây tội lỗi, đau khổ cho mình, cho người. Thứ tư, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng. Cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục, sư trưởng là những bậc thầy dạy kiến thức, nghề nghiệp, đạo đức cho chúng ta. Đối với cha mẹ thì phải hiếu dưỡng, đối với sư trưởng phải vâng lời, thể hiện tinh thần tri ân và báo ân. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi có 4 ân khó báo đáp: 1 là ân mẹ, 2 là ân cha, 3 là ân Như Lai, 4 là ân sư trưởng. Nếu người nào cúng dường 4 hạng người trên thì phúc báo vô lượng, đời này được mọi người khen ngợi, về sau sẽ thành Phật. Qua kinh Chính Pháp Niệm, chúng ta thấy Đức Phật dạy có 4 ân mà cả cuộc đời chúng ta khó báo đáp đền. Đó là ân mẹ. Mẹ mang thai, nuôi nấng. Cha thì làm ra tiền để nuôi chúng ta khôn lớn, ăn học thành người. Còn Đức Phật là bậc đã khai sáng cho chúng ta con đường đi đến an vui, giác ngộ, giải thoát. Sư trưởng, bậc thầy dạy kiến thức, dạy nghề nghiệp, dạy đạo đức cho chúng ta. Đây là 4 ân mà chúng ta khó báo đáp trong cuộc đời của mình. Kinh Thiện Sanh, Phật dạy đạo làm con đối với cha mẹ có 5 việc: 1 lo gia sự, 2 lo trả nợ, 3 phải hiểu lời dạy, 4 cúng dường, 5 làm sao cho cha mẹ vui. Đức Phật dạy chúng ta đạo làm con
có năm việc như vậy. Thứ nhất là lo gia sự, lo việc ở trong gia đình, chu tất bổn phận của mình, làm con đối với cha mẹ như thế nào. Thứ hai, lo trả nợ. Nếu cha mẹ mình vì nuôi mình ăn học khôn lớn, mắc nợ nần, bây giờ mình phải cố gắng lo trả nợ cho cha, cho mẹ. Thứ ba, phải hiểu lời dạy, có nghĩa là phải biết lắng nghe, phải thông cảm, phải hiểu biết những lời mà cha mẹ dạy bảo, khuyên răn, nhắc nhở mình, và mình phải tôn trọng. Thứ tư là cúng dường, có nghĩa là cung phụng cho cha mẹ về vật chất như ăn, mặc, ở, bệnh. Ngoài ra cũng còn phải lo về mặt tinh thần cho cha mẹ được an vui, được thoải mái. Thứ năm, làm sao cho cha mẹ vui. Đó, có nghĩa là chúng ta phải cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho cha mẹ được an vui. Đệ tử kính phụng sư trưởng cũng có 5 điều. Một, phải hầu hạ. Hai, lễ kính cúng dường. Ba, tôn trọng trên đầu. Bốn, những lời thầy dạy bảo phải cung kính tùy thuận. Năm, khi đi theo thầy, nghe được điều gì hay, khéo nhớ giữ gìn, chớ bỏ lãng quên. Ở trong kinh, Đức Phật cũng đã dạy, người đệ tử phụng sự sư trưởng cũng phải có 5 điều. Thứ nhất là phải hầu hạ, là mình phải gần gũi để lo thức ăn, thuốc uống hoặc là những nhu cầu gì cần thiết cho thầy. Thứ hai là lễ kính cúng dường, luôn luôn phải tôn trọng thầy, phải nghe lời thầy dạy bảo. Thường người ta nói câu rất là hay, con hơn cha là nhà có phúc. Một gia đình nào đó con giỏi hơn cha thì gia đình đó có thể hưng thịnh phát triển. Ngược lại, một gia đình mà con dốt hơn cha, ăn chơi hơn cha, quậy phá hơn cha, lười biếng hơn cha, thì chắc chắn rằng chúng ta thấy gia đình đó là đi xuống rồi. Nhìn thì là đủ biết rồi, không cần phải nói nhiều. Tình thầy trò cũng vậy, trò giỏi hơn thầy thì đó là cái phúc. Ngược lại, mà trò mà dở, mà dốt, mà lười, ăn chơi, thì chắc chắn rằng học trò đó, cái đời thầy qua rồi, tới đời trò là chắc bắt đầu là đi xuống, lùi bại. Thứ ba là tôn trọng trên đầu. Câu này đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải tôn trọng cung kính, và coi thầy như là Đức Phật. Trong luật ghi rất rõ như vậy, phải tôn trọng thầy như là tôn trọng Đức Phật. Chúng ta có tâm cung kính thì mới vâng lời. Còn bây giờ mình học thầy mà mình coi thầy không ra gì, không tôn trọng, không cung kính thì chắc chắn rằng không bao giờ chúng ta học được cái gì. Chúng ta đâu có tôn trọng cung kính đâu mà nghe. Có tôn trọng cung kính thì chúng ta mới nghe lời, mới thực hành theo lời thầy dạy. Thứ tư, những lời thầy dạy bảo phải cung kính tùy thuận. Đó. Rồi thứ năm, khi đi theo thầy, nghe được điều gì hay, khéo nhớ giữ gìn, chớ bỏ lãng quên. Là lúc mình đi theo thầy thì nghe được những điều gì, hoặc là thầy nói những điều gì với ai, mình cố gắng ghi nhớ những điều hay để thứ nhất áp dụng cho bản thân mình, thứ hai mình cũng có thể đem những lời đó ra để truyền trao cho những người khác. Đối với cha mẹ phải phụng dưỡng vật chất, tinh thần hướng về đạo đức. Đây là vấn đề rất là quan trọng của người Phật tử chúng ta.
ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ về vật chất đầy đủ, người Phật tử chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề tinh thần, đạo đức. Cha mẹ chưa biết Phật pháp, phải cố gắng tìm mọi cách thuyết phục hoặc là tạo những thuận duyên để cho cha mẹ biết được Phật pháp. Cha mẹ biết được Phật pháp rồi, chúng ta phải tìm cách khuyến hóa cha mẹ mình biết quy y Tam Bảo. Biết quy y Tam Bảo rồi, lại tiếp tục khuyến hóa cha mẹ mình thực hành những lời Phật dạy, biết ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức. Điều này rất quan trọng. Bởi quý vị đã nghe sự tích của Ngài Mục Kiền Liên, được gọi là Đại Hiếu. Tại sao là Đại Hiếu? Là vì Ngài đã cứu mẹ thoát khỏi cảnh đau khổ của địa ngục. Đó mới gọi là Đại Hiếu. Còn chúng ta cho cha mẹ ăn đầy đủ mà khi chết cha mẹ đọa địa ngục thì cái đó chưa phải là Đại Hiếu. Bây giờ người Phật tử chúng ta phải quan tâm đến vấn đề tinh thần, đạo đức của cha mẹ, làm sao hướng cha mẹ về Phật pháp. Cha mẹ chưa biết quy y, tìm mọi cách để cha mẹ biết quy y. Cha mẹ chưa biết bố thí, mình tìm mọi cách để cho cha mẹ biết bố thí. Cha mẹ nếu có làm nghề gì hoặc là điều gì phạm vào tội sát sinh hại vật hoặc là nghề bất chính, chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách thuyết phục để chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi những cái hành động ác đó. Cha mẹ chưa biết ăn chay niệm Phật thì chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách tạo thuận duyên để cho cha mẹ mình biết ăn chay niệm Phật, để hiện đời cha mẹ được an lạc, sau khi bỏ thân xác này cha mẹ mình được về những cảnh giới tốt đẹp chư thiên hoặc là cảnh giới của Đức Phật. Thì đó mới gọi là cái người có hiếu chân chính. Còn đối với sư trưởng thì chúng ta phải tôn trọng vâng lời, siêng năng học tập. Điều thứ năm là tôn trọng đền miếu, kính nể quỷ thần. Đền miếu là nơi thờ tự thiêng liêng, quỷ thần là những chúng sinh khuất mặt vô hình mà chúng ta không thấy nhưng luôn luôn hiện diện quanh chúng ta. Tôn trọng đền miếu là tôn trọng nơi thờ cúng thiêng liêng, nơi thần thánh ngự trị, nơi tín ngưỡng tâm linh của con người. Còn kính nể quỷ thần là những chúng sanh vô hình quanh ta để ta không dám làm những việc ác, bởi họ lúc nào cũng ở bên ta, biết rõ những hành động của ta, nhờ thế mà chúng ta không dám làm điều sai trái. Kinh Vô Cấu Thanh Tịnh Nữ có ghi: quét tháp miếu được 5 công đức. 1. Tự tâm thanh tịnh, người khác trông thấy cũng sanh tâm thanh tịnh. 2. Được người thương mến. 3. Khiến các trời vui vẻ. 4. Tích chứa nghiệp nhân cảm báo xinh đẹp. 5. Sau khi qua đời sẽ được sinh vào cõi trời tốt đẹp. Mỗi người chúng ta đều có niềm tin về tôn giáo của mình. Người Thiên Chúa giáo thì đến nhà thờ, người Hồi giáo thì đến thánh đường, người Phật giáo thì đến chùa, người theo Khổng giáo thì đến đền miếu, người có tín ngưỡng dân gian thì họ đi đến đình hoặc là đền, vân vân. Chúng ta tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng của mình thì cũng phải tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của người. Như vậy mới có sự hòa hợp, cùng nhau phát huy đạo đức và phát huy cái tôn giáo của mình. Ngược lại, một đất nước sẽ không an ổn, bất hạnh xảy ra khi trong nước tôn giáo này phỉ báng, phá hoại tôn giáo khác. Như quý vị cũng đã biết, trước năm 1963, thời ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo,
ông và một số tín đồ Thiên Chúa giáo chỉ muốn tôn giáo của mình tồn tại, không muốn có tôn giáo khác. Và ông ta cùng một số tín đồ Thiên Chúa giáo đã âm mưu đàn áp Phật giáo, phá hoại chùa chiền, bắt bớ tăng ni và đánh đập những người Phật tử chân chính. Ông ta lại không biết rằng đạo Phật có mặt tại Việt Nam đã hơn 2000 năm nay và đã đồng hành với dân tộc suốt chiều dài lịch sử dựng nước cũng như giữ nước. Có thời đạo Phật gần như là quốc giáo, trên từ vua đến quan đến dân, ai ai cũng thấm nhuần tư tưởng của Phật giáo, ai ai cũng thực hành theo lời Phật dạy. Và mọi sinh hoạt trong đời thường, từ phong tục, tập quán, lời ăn, tiếng nói, cho đến ca dao, tục ngữ, văn thơ, đều ảnh hưởng tinh thần của Phật giáo. Như vậy, Phật giáo đã tồn tại ở tại Việt Nam hơn 2000 năm nay. Tinh thần giáo lý của Đức Phật đã ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thế mà ông Ngô Đình Diệm cùng với một số tín đồ Thiên Chúa giáo muốn tiêu diệt Phật giáo tại Việt Nam và muốn cho Thiên Chúa giáo là đạo chính thống tại Việt Nam. Đây là điều mà như vừa nãy chúng ta thấy rằng không tôn trọng đền miếu. Và cái kết quả như thế nào? Ông ta bị lật đổ và chết một cách thê thảm. Và trong thời kỳ đàn áp Phật giáo như thế, quý vị thấy đất nước của chúng ta bị loạn ly, không yên. Mình tôn trọng tôn giáo của mình thì phải tôn trọng tôn giáo của người. Nếu chúng ta biết tôn trọng tôn giáo của mình mà phá hoại tôn giáo của người thì chúng ta sẽ lãnh lấy cái hậu quả. Tôn trọng đền miếu đồng nghĩa với tôn trọng tôn giáo của nhau. Còn chúng ta kính nể quỷ thần, những chúng sinh vô hình quanh ta, nhờ kính nể mà ta không dám làm việc mờ ám, tránh được tội lỗi sa đọa. Nếu quý vị lúc nào cũng nghĩ rằng có quỷ thần hai vai chứng giám, chắc chắn chúng ta không dám làm việc gì mờ ám. Mình có thể dối người được chứ đâu có dối quỷ thần hai vai của mình được. Có một câu chuyện rất thực tế. Trước năm 1988, phía trước chùa của chúng ta, trước hai cây dương bây giờ còn đây, có cây Bồ Đề. Và trước cây Bồ Đề có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, ở trong chùa chúng ta nhìn ra thì đối diện với cái tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quay ngó vào chùa. Thì thời đó ở đây cũng còn rất là hoang vu. Một số gia đình ở phía bên đây thì họ thường đi tắt qua chùa rồi họ qua nhà họ, vì những con đường kia đó còn hoang sơ và xa, cho nên đôi khi họ ngại hoặc là họ sợ không dám đi. Đi tắt qua chùa thì nó gần và nó yên ổn bảo đảm. Thì chúng tôi mới thấy rằng hàng ngày cứ chạy xe máy, xe đạp ngang qua tượng Phật, ngang qua chánh điện, mất vẻ trang nghiêm thanh tịnh của chùa. Cho nên chúng tôi mới làm một cái bảng nơi tôn nghiêm yêu cầu xuống xe dẫn bộ. Khi đặt cái bảng đó, một số người cũng tôn trọng tới nơi đó, họ xuống xe dẫn bộ đi qua bên đây, xong rồi bắt đầu lên xe lại đạp tiếp về nhà họ. Thế nhưng cũng có những người á, họ tôn trọng là chỉ khi nào thấy quý thầy hoặc là có người thì họ xuống xe dẫn bộ, còn không có người thì họ vẫn ngồi trên xe chạy qua. Hồi xưa thì quý vị biết là đa phần là xe đạp,
ít ai có xe máy. Chúng tôi để ý có một em đó khoảng 12, 13 tuổi. Ngày nào đi ngang em tới đó, xuống xe dẫn bộ qua khỏi tượng Phật rồi lên xe tiếp tục đi. Ngày cũng như đêm. Một hôm vào lúc khoảng gần 9 giờ chúng tôi đi dạo ra thì thấy em ở ngoài chạy đến tới cái chỗ bảng, xuống xe dắt bộ qua. Thì em định leo lên xe đạp về nhà. Chúng tôi mới đến gần hỏi là em đi đâu mà tối thế. Em trả lời rằng con đi mua thuốc về cho mẹ, mẹ bị cảm sốt. Chúng tôi mới hỏi ban đêm mà đi mua thuốc vội vã như vậy, sao em không đạp xe đi luôn còn xuống xe làm chi. Cái em mới chỉ cái bảng nơi tôn nghiêm yêu cầu xuống xe dẫn bộ. Chúng tôi nói có nhiều người nói ban đêm Phật ngủ, quý thầy cũng đi nghỉ hết rồi, cho nên họ vẫn ngồi trên xe mà chạy, sao em không có làm như vậy. Em nói rằng mẹ con nói người ta không thấy nhưng mà có quỷ thần hai vai chứng giám, cho nên con không dám. Chúng tôi mới nói vậy thì em sợ quỷ thần cho nên em không có dám làm sai phải không? Nó dạ. Thì qua câu chuyện này cũng là một bài học cho chúng ta. Nếu ai cũng nghĩ rằng hai vai mình có quỷ thần, mình kính nể quỷ thần, kính nể những người vô hình chung quanh chúng ta, sẽ không dám làm điều sai điều quấy. Sở dĩ chúng ta làm những điều sai quấy mờ ám là mình cho rằng mọi người không thấy, đúng không? Không biết. Thì chúng ta không nghĩ rằng quỷ thần hai vai hoặc là những người vô hình xung quanh chúng ta cũng đang thấy tất cả những hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Nhờ vậy mà mình không dám làm điều quấy, điều ác. Cho nên tôn trọng đền miếu và kính nể quỷ thần là điều rất tốt. Thứ sáu, khuê môn chân chính, thanh khiết, cười đùa, nói năng không tà bậy. Ở đây là nói về người nữ chân chính, đức hạnh. Từ lời ăn, tiếng nói đều phải đứng đắn, lễ độ. Nho gia cho rằng người nữ được gọi là tứ đức: công, dung, ngôn và hạnh. Công có nghĩa là những việc làm nội trợ ở trong gia đình, cũng như là quán xuyến tất cả công việc ở trong gia đình. Thứ hai là dung. Dung có nghĩa là dung nhan, là sắc đẹp. Thế nhưng mà ở đây không phải đặt nặng vấn đề sắc đẹp, mà ý muốn nói rằng người nữ phải hòa ái, nhẹ nhàng, mềm dịu, thước tha. Đó là những cái đức tánh của người nữ. Thứ ba là ngôn, là lời nói. Lời nói của chúng ta phải khéo léo, tế nhị, ái ngữ. Thứ tư là hạnh. Hạnh ở đây rất quan trọng. Hạnh ở đây nói về cái đức hạnh đi, đứng, nằm, ngồi, đối xử, và nhất là không được lẳng lơ, không được có những thái độ tình tứ hoặc là ngoại tình. Đây là bốn đức tính mà Nho gia cho rằng người nữ cần phải có. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Một, có nhan sắc. Hai, có tài sản. Ba, có giới hạnh. Bốn, không biết nhát. Năm, có sinh con. Đây là năm đức tánh mà một người nữ hoàn toàn khả ý đối với người nam. Đức Phật dạy đó là gì? Thứ nhất là nhan sắc. Thứ hai là có tài sản. Thứ ba là có giới hạnh. Cái giới hạnh này nó mới quan trọng nè. Đạo Nho cũng có chữ hạnh,
mà Đức Phật dạy chúng ta cũng là giới hạnh. Bởi vì người nữ mà không có giới hạnh thì lẳng lơ ngoại tình, ngồi lê đôi mắt, những cái tánh xấu đó, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, không biến nhé. Và thứ năm là có khả năng sinh con. Người nữ mà không sinh con được thì cũng là cái bất hạnh của một gia đình. Về vấn đề giới hạnh thì người Phật tử của chúng ta căn bản đó là gì? Năm giới Đức Phật dạy là không uống rượu, hoặc là cờ bạc, ngồi lê đôi mắt, không tà hạnh, không gian dối lừa đảo. Thứ bảy, tôn kính và phụng sự sa môn, người trì giới, thân cận, ủng hộ. Sa môn là một trong cách gọi chỉ cho chư tăng xuất gia Phật giáo. Thế nhưng đối với ngoại đạo thì cũng có từ sa môn này. Sa môn, tàu dịch là cần tức. Cần có nghĩa là siêng năng làm những điều lành, tức là dứt trừ những cái điều ác. Trong Phật giáo của chúng ta có bốn chúng là tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Tỳ kheo là người xuất gia nam và tỳ kheo ni là người xuất gia nữ. Còn ưu bà tắc là cư sĩ nam, ưu bà di là cư sĩ nữ. Tỳ kheo hoặc sa môn cũng là chỉ cho những tu sĩ của Phật giáo. Còn nghĩa của chữ tỳ kheo là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ là người xuất gia thời Đức Phật còn tại thế, mỗi ngày ôm bát đi khất thực, ai cúng gì thì ăn đó. Ở tinh xá không có nấu nướng, không có bếp. Bố ma có nghĩa là làm cho ma nó sợ. Phá ác là có thể phá được tất cả những phiền não, tham, sân, si, ái, tà kiến, vân vân. Vậy thì sa môn Phật giáo là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Mà muốn thành Phật thì phải tu giới, định và tuệ. Và muốn độ chúng sinh thì cũng phải có giới luật đạo đức. Ở đây á, cái phần thứ bảy mà Đức Phật hỏi rằng cái dân đó có tôn kính và phụng sự sa môn, người trì giới và thân cận ủng hộ hay không? Ngài A Nan đáp có. Như vậy thì chúng ta tôn kính những bậc sa môn là những người giữ gìn chánh pháp và hoằng dương Phật pháp, là những vị mẫu mực thay Phật để hoằng truyền Phật pháp, là những tấm gương về đạo đức để cho chúng ta noi theo học tập. Chúng ta tôn trọng cung kính những bậc sa môn, mà ở đây Đức Phật lại còn nói rõ là trì giới phạm hạnh. Thì sa môn thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà quan trọng là sa môn trì giới phạm hạnh, là những người có tu hành chân chính, giữ gìn giới luật đạo đức. Thì Đức Phật hỏi là có thân cần ủng hộ hay không? Ngài A Nan nói có. Vậy thì chúng ta ủng hộ người xuất gia hoặc là bậc sa môn là ủng hộ cái gì? Đức Phật dạy bốn thứ chúng ta ủng hộ. Thứ nhất là y phục, thứ hai là ẩm thực là ăn uống, thứ ba là nhà ở, thứ tư là thuốc men. Đây là bốn thứ cần dùng để chúng ta dâng cúng lên những bậc sa môn chân chính. Chúng ta dâng cúng lên những bậc sa môn chân chính này, thụ dụng những thứ đó để làm gì? Để tu hành, để truyền bá đạo đức, giữ gìn được chánh pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Ngoài việc cúng dường thì ở đây Đức Phật cũng nói rằng có thân cận hay không? A Nan nói có thân cận. Thân cận để làm gì? Để chúng ta học. Khi quý vị đi đến chùa quy y Tam Bảo, chúng ta hiểu nghĩa chữ quy y là gì? Ở đây ai còn nhớ quy là gì? Quay về. Y là gì? Nương tựa. Như vậy quy y là chúng ta quay về nương tựa. Nương tựa ai? Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng.
Vậy sau khi quy y rồi chúng ta cần phải thân cận, có nghĩa là phải nương tựa vào ba ngôi để mà học, để tu, như vậy mới có lợi ích. Còn đi quy y Tam Bảo cả tháng, cả năm cũng không đến chùa, không đọc kinh, không nghe pháp. Cho nên những người quy y ở chùa Hoằng Pháp, chúng tôi nói rất rõ mục đích của chúng ta quy y để làm gì, và sau khi quy y chúng ta phải thực hành những điều gì mới đem lại lợi ích cho bản thân hiện tại cũng như là tương lai. Như vậy thì chúng ta cung kính, tôn trọng những bậc sa môn, cúng dường thân cận những bậc sa môn trì giới phạm hạnh để làm gì? Đó là để tỏ lòng biết ơn, và chúng ta muốn cho những điều đạo đức tốt đẹp tồn tại trên cõi đời, muốn mọi người tốt lành, và muốn một cái xã hội, một đất nước được an hòa thịnh trị. Thì đây là bảy điều mà Đức Phật Ngài hỏi A Nan về đời sống của dân Bạc Kỳ. Và bảy điều này có lẽ Đức Phật cũng muốn nhắn gửi chúng ta, và mong rằng tất cả người Phật tử chúng ta cũng nên áp dụng bảy điều này trong cuộc sống của mình. Nếu tất cả chúng ta áp dụng được bảy điều này trong cuộc sống thì bản thân mình sẽ được an hòa, gia đình mình cũng được an hòa. Mà bản thân mình an hòa, gia đình mình an hòa, có phải là xã hội an hòa không? Nhiều gia đình an hòa vậy thì xã hội an hòa. Mà nhiều xã hội an hòa thì đất nước an hòa, và đất nước rất là vững mạnh. Cho nên khi A Xà Thế sai Đại Thần Võ Xá đến bạch với Đức Phật về vấn đề chinh phạt dân Bạc Kỳ, thì Đức Phật không nói gì hết, không khuyên là đi đánh hay không đánh, mà Đức Phật lại hỏi A Nan về tình hình dân chúng đời sống như thế nào. Qua bảy câu hỏi, A Nan đều nói rằng dân chúng chấp hành đúng những lời như vậy. Thì Đức Phật đã khẳng định rằng nếu mà một đất nước ai cũng thực hành, mọi người thực hành và nhà nhà thực hành bảy cái điều này thì đất nước đó vững mạnh, không có ai có thể xâm chiếm được đất nước đó cả. Vừa nãy đã trình bày bảy cái điều này, mong rằng quý vị cố gắng giữ gìn và áp dụng trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có được lợi ích an lạc cho bản thân, cho gia đình, và nhất là góp phần xây dựng một đất nước của chúng ta vững mạnh. Cuối lời xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.